Nhan sắc đời thường của Tân Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam Lê Hoàng Phương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức tinh túy. Nhớ ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh quý vị nhé. Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m76 và số đo 3 vòng 87, 61, 94cm. Cô tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ngành kiến trúc. Từ những ngày đầu đến với cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương đã là nhân tố nổi bật. Cô từng tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp lớn trong nước. Năm 2019, Lê Hoàng Phương tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc cùng với hai giải phụ là Người đẹp biển và Best Face. Năm 2022, Người đẹp Khánh Hòa tiếp tục quay trở lại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô chính thức lọt vào top 5 chung cuộc cùng với giải phụ Best Kết Quốc. Lê Hoàng Phương được đánh giá là người đẹp hội tụ đủ những tố chất của một hoa hậu. Cô sở hữu kỹ năng trình diễn, thần thái lôi cuốn và trình độ học vấn ổn. Trên sân khấu, Tân Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam có phong cách quyến rũ, mạnh mẽ hơi hướng Âu Mỹ. Cô thường lựa chọn phong cách trang điểm sắc sảo và những thiết kế bó sát táo bạo, khoe những đường cong cơ thể. Ngoài đời, Lê Hoàng Phương có phong cách thời trang khá đa dạng. Hầu hết, người đẹp ưa chuộng những trang phục thanh lịch và trưởng thành. Trong phần thi ứng xử của top 5, Lê Hoàng Phương tạo dấu ấn với phần trả lời tự tin. Người đẹp khiến hội đồng ban giám khảo và khán giả vỗ tay tán thưởng quan điểm của mình đối với việc giáo dục trẻ em. Với ngôi vị Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế Miss Grand International năm 2023. Người đẹp 28 tuổi sẽ có 2 tháng rèn luyện mọi kỹ năng trước khi chính thức chinh chiến vào tháng 10 năm nay trên sân nhà. Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương đang là cô gái nhận nhì sự quan tâm nhất lúc này. Những thông tin cô cũng được chú ý, đặc biệt là việc Hoàng Phương là kiến trúc sư trước khi đăng quang Hoa hậu. Mới đây, những hình ảnh của Hoàng Phương khi đi khảo sát công trình đã được chia sẻ rộng rãi. Trong vai trò kiến trúc sư, cô chọn trang phục rất đơn giản. Hoàng Phương cũng không hà mà sẵn sàng ngồi bệt xuống đất để thảo luận với đồng nghiệp. Hình ảnh này hoàn toàn khác xa với Hoa hậu Hoàng Phương rực rỡ và lộng lẫy trên sân khấu. Được biết gia đình Tân Hoa hậu có truy thống trong ngành kiến trúc và nội thất. Anatrico hiện đang là giám đốc dự án của một công ty sản xuất và thiết kế nội thất. Đầu năm 2021, Hoàng Phương tốt nghiệp ngành kiến trúc mỹ thuật tại Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh HUTET. Cô cũng là một trong 4 sinh viên có bài tốt nghiệp cao điểm nhất trong đợt bảo vệ đồ án năm ấy.